Chào buổi sáng, bạn thức dậy, đập nát chiếc đồng hồ báo thức, ước gì bạn có thể làm vậy, rồi đi vào phòng tắm và bật bóng đèn hình rót nước lên. Sau đó bạn lê chân vào bếp, rót cho mình một ly trà và thêm vài viên đường vào đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho khoảnh khắc tuyệt vời nhất của buổi sáng hôm nay, đó là thưởng thức một chiếc bánh donut hình tròn hoàn hảo. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những món đồ này lại có hình dạng như vậy chưa? À, không phải vào lúc sáng sớm như vậy chứ? Ồ, nhưng dù sao thì cũng thử tìm hiểu xem nhé. Bạn đang lười biếng ở nhà thì nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Tại sao không đặt pizza nhỉ? Nửa tiếng sau, chuông cửa reo và bạn nhận được chiếc bánh pizza nóng hổi hình tròn đựng trong một cái hộp hình vuông. Khi bột bánh pizza sẵn sàng, người ta sẽ xoay nó bằng tay trong không khí. Quá trình này loại bỏ những cục bột bị vón, đồng thời tạo ra hình tròn đặc trưng cho chiếc bánh. Một chiếc pizza hình tròn cũng thuận tiện hơn khi nướng bánh, vì bánh sẽ nóng đều hơn. Thêm vào đó, sẽ dễ dàng để cắt bánh pizza hình tròn thành những phần bằng nhau hơn, và tránh được những cuộc tranh cãi xem ai là người có miếng bánh to nhất. Ok, pizza hình tròn cũng hợp lý, nhưng tại sao hộp lại hình vuông? Vẫn có thể làm một chiếc hộp hình tròn cho bánh pizza tròn, nhưng toàn bộ quá trình này sẽ mất thời gian hơn, khó hơn và mất nhiều chi phí hơn. Hộp vuông chắc chắn và dễ dàng để bảo quản hơn. Chúng cũng giữ bánh pizza an toàn vì các góc của chúng ngăn bánh bị trượt. Ồ, và đừng quên rằng hộp vuông sẽ có đủ chỗ để đặt nước sốt nóng, nước chấm, ớt khô và lá kinh giới cay nữa. Không giống như các bóng đèn hiện đại có đủ hình dạng, kiểu dáng và kích cỡ. Trước đây tất cả các bóng đèn đều có hình cầu. Hình dạng này giúp lớp kính chắc hơn và ít bị vỡ. Một hình cầu sẽ có hiệu quả nhất trong việc phân phối ánh sáng đều đặn. Thêm vào đó, sản xuất bóng đèn tròn dễ dàng hơn và nhanh hơn so với các hình dạng khác, ví dụ như hình lập phương chẳng hạn. Hiện nay bóng đèn sợi đốt vẫn giữ hình dạng giọt nước, một số bóng đèn LED cũng vậy, nhưng trong trường hợp này, nguyên nhân là muốn giữ truyền thống hơn là cần thiết phải làm như vậy. Rất nhiều ngôi nhà riêng có mái hình tam giác, vì điều này cho phép mưa, tuyết, lá khô và những thứ khác trượt khỏi mái nhà. Nếu không, tất cả những thứ đó sẽ bị chất đống trên mái và một ngày nào đó, bạn có thể sẽ thức dậy với một mái nhà bị sập. Tuy nhiên, việc này sẽ không hiệu quả đối với các tòa nhà thương mại. Chúng quá lớn nên sẽ rất tốn kém, không thực tế và nguy hiểm. Và nguy hiểm nếu được che chắn bằng những mái nhà hình tam giác. Đó là lý do tại sao các kỹ sư phải chọn mái nhà bằng phẳng cho những tòa nhà này. Đồng xu hình tròn tuyệt đối mà bạn đang giữ trong túi từng có hình dạng bất kỳ hoặc không có hình dạng xác định. Những người không trung thực đã lợi dụng điều này. Họ đánh cắp kim loại có giá trị dùng để làm ra đồng xu bằng cách bẻ các góc của chúng. Việc này là bất hợp pháp. Để ngăn chặn sự gian lận, đồng xu hình tròn đã được phát minh. Nhờ đó, người ta có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức nếu một đồng xu bị can thiệp trí trá. Có lẽ không ai không biết điều này. Để bày tỏ tình yêu của bạn dành cho ai đó, bạn gửi cho họ biểu tượng cảm xúc hình trái tim màu đỏ. Mặc dù trái tim trên màn hình không trông giống thật chút nào. Hình dạng này có thể liên quan đến cây hoa cúc, từng phổ biến trong thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Bản thân cây này là đại diện cho niềm đam mê và hạt giống hình trái tim của nó đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Một giả thiết khác có liên quan đến một triết gia người Hy Lạp tên là Aristotle. Người đã mô tả rằng trái tim là một cơ quan có ba ngăn với một vết lõm nhỏ ở giữa. Người Trung Cổ sau khi đọc ghi chép của ông đã cố gắng vẽ lại trái tim như mô tả và đó là hình dạng chúng ta có hiện nay. Trước kia, đường được bán dưới dạng ổ, có hình nón cao và cứng. Vào lúc đó, việc lấy đường ra để uống trà là một thử thách. Người ta phải dùng một cái búa đặc biệt để đập vỡ ổ đường trước. Sau đó họ cắt đường thành từng viên nhỏ hơn và có hình dạng xinh xắn hơn. Những người lười biếng thì luôn cho cả miếng đường hình nón vào cốc. Sau khi một phần đường tan vào thức uống, phần còn lại được lấy ra và sấy khô để dùng cho lần sau. Chỉ đến giữa thế kỷ thứ 19, người ta mới phát minh ra máy ép đầu tiên để cắt đường thành khối. Tại sao có hình dạng đó? Vì bằng cách này, đường được bảo quản và vận chuyển dễ dàng hơn. Một câu chuyện ngọt ngào phải không? Tôi nhớ là mình đã từng nghĩ, nếu bánh donut không có lỗ ở giữa, mình sẽ có thêm một miếng ngon lành nữa để ăn, nhưng tôi đã lầm. Bánh donut có hình dạng như những chiếc nhẫn, vì nếu không làm thế, chúng có thể bị cháy xém ở các cạnh, trong khi bên trong thì chưa chín. Tạo một cái lỗ ở giữa thì cả bên ngoài lẫn bên trong sẽ chín đều cùng một lúc. Dạng hình tròn cũng cần thiết để có thể nhét sữa trứng, kem hoặc thạch vào bánh nữa. Yum. Nếu bánh donut có hình dạng như một quả cầu dẹt, không có góc, sẽ có ít chỗ để phần nhân có thể dễ dàng chảy ra ngoài. Cửa sổ máy bay có các góc tròn là một giải pháp an toàn thiết yếu, giúp máy bay không bị gãy khi bay trên không trung. Ở đâu có một góc, ở đó có một điểm yếu.
Hãy tưởng tượng cửa sổ máy bay có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Khi đó, mỗi cửa sổ sẽ có 4 điểm yếu. Dưới áp lực, chúng sẽ vỡ vụn và dẫn đến thảm họa lá chắc. Nhưng khi một cửa sổ máy bay có dạng tròn, áp suất sẽ được phân phối đều. Dạng hình tròn cũng làm cho cửa sổ máy bay kiên cố hơn để có thể chống lại sự khác biệt áp suất cực lớn bên ngoài và bên trong máy bay. Biển báo rừng có hình dạng tám cạnh đặc trưng là để giúp người lái xe dễ dàng nhận ra nó ngay cả khi họ nhìn thấy nó từ phía sau. Ngoài ra, khi các biển báo trước đây không phản chiếu, hình dạng bát giác giúp người lái xe không nhầm lẫn giữa biển báo rừng với các biển báo khác vào ban đêm. Hành tinh có dạng hình cầu nhờ vào trọng lực của chúng. Khi một vật thể đủ nặng, trường hấp dẫn lớn của nó bắt đầu hút các nguyên tử về phía trung tâm và lực hấp dẫn này bằng nhau ở tất cả các phía, nó sẽ sớm biến vật thể đó, trong trường hợp của chúng ta là một hành tinh, thành một quả cầu. Bạn có thể phản đối, nhưng tôi thấy một số tiểu hành tinh trông không giống như một quả cầu. Điều đó là đúng, vì các thiên thể này quá nhỏ, trường hấp dẫn của chúng không đủ mạnh để khiến chúng có hình dạng quả cầu, và hầu hết chúng có hình dạng bất thường, giống tôi vậy. Tuyết đang rơi, hãy nhìn bông tuyết sáu cạnh tuyệt đẹp này và hình dạng đối xứng hoàn hảo của nó. Làm sao có thể như thế được? Hãy tưởng tượng bạn đang lát gạch cho nền nhà. Khi bạn đã chọn một mẫu và lát tấm gạch đầu tiên, những tấm còn lại phải có vị trí nhất định, nếu không bạn sẽ phá vỡ tính đối xứng và làm hỏng nền nhà. Điều tương tự cũng xảy ra với các phân tử nước. Khi kết tinh, chúng tự sắp xếp lại theo một thứ tự nhất định. Đó là một cách giúp bông tuyết duy trì tính đối xứng của nó. Bây giờ, bạn có khi nào tự hỏi tại sao điện thoại thông minh không được sản xuất với các hình dạng khác nhau, giả sử hình tròn hoặc hình tam giác? Hình dung việc bạn cầm một cái đĩa CD trên tay hoặc cất nó trong túi, việc này dường như không thuận tiện lắm đối với tôi. Các thiết bị có hình chữ nhật sẽ mang đến cho bạn màn hình rõ nhất và chất lượng hình ảnh tốt nhất. Ngoài ra, nếu màn hình thiết bị của bạn có hình dạng khác mà không phải hình chữ nhật, nó sẽ dẫn đến việc lãng phí không gian để chứa các điểm ảnh có hình dạng kỳ lạ. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!